dạng tráo thuốc của em hả? Bao lâu rồi? Tại sao phải dở cái trò như vậy? Em không phải là đứa con nít để em dở trò lừa cho em có thai. Em bình tĩnh nghe nói đã. Bây giờ mình có khác gì là vợ chồng đâu. Anh không đòi hỏi gì ở em nhiều hết. Anh chỉ muốn anh và em có chung một đứa con thôi. Em đã có một đứa con không cha rồi. Em không muốn có thêm một đứa nữa. Anh hiểu không? Ai nói với em là không cha? Anh. Hả? Em nghĩ như vậy là đủ rồi đó. Về Sài Gòn mình bớt gặp nhau lại đi. Không gian khác, cảm giác cũng khác. Chắc một năm mình phải làm vài chuyến như vậy quá. À. Ừ. Hay là lần sau anh rủ chị Nhiên đi thử coi. Biết đâu sẽ khác thì sao? Sao em cứ nhắc tới Nhiên hoài vậy? Bộ anh bị gì, anh dùng thuốc B1 hả? Đâu có đâu. Vậy anh tráo thuốc của em hả? Bao lâu rồi? Tại sao phải dở cái trò như vậy? Hả? Em bình tĩnh ngồi xuống nghe anh nói đã. Anh à, em đã cố nhiều lần nói cho anh hiểu rồi. Em không phải là đứa con nít để em dở trò lừa cho em có thai. Em bình tĩnh nghe nói đã. Bây giờ mình có khác gì là vợ chồng đâu. Anh không đòi hỏi gì ở em nhiều hết. Anh chỉ muốn anh và em có chung một đứa con thôi. Anh nói với em là anh không đòi hỏi gì nhiều. Anh tưởng là đẻ ra một đứa con dễ lắm hả? Thì chuyện Nhiên bị cắt đứt tử cung rất là khó khăn. Còn đối với em, có gì khó đâu, đúng không? Em nói với anh rồi, biết bao nhiêu lần anh vẫn không hiểu giùm em. Đẻ một đứa con không đơn giản như là đẻ một quả trứng gà là xong. Còn em, đẻ ra, em cần cho nó một thân phận. Em đã có một đứa con không cha rồi. Em không muốn có thêm một đứa nữa, anh hiểu không? Ai nói với em là không cha? Anh luôn ở bên cạnh em mà. Anh sẽ có trách nhiệm cùng với em chăm sóc con của mình. Anh sẽ chăm sóc nuôi dưỡng nó giống như bé Na đúng không? Vậy còn Nhiên thì sao? Rồi em với chị Nhiên sẽ có chung chồng. Rồi bé Na với con anh sẽ có chung cha hả? Đúng vậy không? Vậy mà anh nói anh thương em, rằng là mình đến với nhau vì tình yêu. Nhưng mà bây giờ em hiểu rồi. Sâu trong lòng anh chỉ muốn có một đứa con mà thôi. Em bình tĩnh nghe anh nói đi. Anh vẫn thương em mà. Có con rồi mình sẽ gắn bó hơn. Em cũng biết đó, ba mẹ anh chỉ có một mình anh là con thôi. Rồi bây giờ anh chỉ có một mình bé Na là con thôi. Như vậy thì quá ít. Bây giờ đến con mà anh cũng so đo là ít chứ nhiều hả? Vậy anh nghĩ đi, chị Nhiên thì sao? Chị Nhiên ở nhà chị sẽ như thế nào hả? Nếu như mình có con, nhất là con trai, thì em muốn cái gì cũng được hết. Anh có thể ly hôn để cưới em mà. Anh đúng là đồ khốn nạn. Anh quá khốn nạn mà. Gì ba? Anh coi tôi là cái máy đẻ hả? Có
con trai thì tôi muốn gì cũng được. Diệp ơi. Thôi được rồi, anh chở tôi về đi. Tôi không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Anh dọn đồ đi, chở tôi về đi.